Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh từ những việc nhỏ, giản dị là nhân tố góp phần đưa chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống. Từ đó đã cổ vũ nhiều tấm gương ưu tú tỉnh Hưng Yên học tập và làm theo Bác ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, ông Thắng luôn nêu cao tinh thần vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 1985, xuất ngũ trở về quê hương, ông Thắng luôn trăn trở suy nghĩ, tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế. Năm 2007, sau khi nghỉ hưu, ông Thắng thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Thắng, chuyên sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Với bản chất bộ đội Cụ Hồ, tinh thần của người lính, lao động cần mẫn đã đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển, tạo việc làm cho 20 lao động địa phương có thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Những năm qua, ông còn nhiệt tình ủng hộ, hỗ trợ các phong trào của địa phương, giúp đỡ, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài địa bàn. Tôi nghĩ là mình cứ làm được một việc tuy nhỏ nhưng mà tốt, là đấy là cũng là học tập đạo đức Bác Hồ rồi. Nên từ đó tôi luôn luôn tham gia, đóng góp quỹ từ thiện cho xã hội. Cái việc đó thì phải thường xuyên và liên tục. Để chỉ khi nào mình không có điều kiện, mình không đủ sức lực nữa thì mình thôi. Gắn bó với công tác hội, từ tháng 5 năm 2015, chị Lê Thị Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, đã có nhiều đóng góp tích cực cho công tác hội và phong trào phụ nữ ở địa phương. Ngoài ra, chị đặc biệt quan tâm đến công tác nhân đạo từ thiện, thăm hỏi, tặng quà cho hội viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phát động hội viên ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương, ủng hộ trẻ em và phụ nữ miền Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ủng hộ mô hình lá lành đùm lá rách. Để có kinh phí tổ chức các hoạt động, chị đã tuyên truyền vận động hội viên tham gia tiết kiệm theo gương Bác Hồ được 250 triệu đồng hỗ trợ cho 30 lượt hội viên vay phát triển kinh tế. Đặc biệt, chị cùng ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã triển khai các hoạt động như tổ chức nấu 270 suất cơm miễn phí, kêu gọi ủng hộ trị giá 150 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm. Bản thân tôi luôn đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn nên là tự thôi thúc mình có những hành động, có những việc làm cụ thể. Đồng chí Lan thì được cán bộ và nhân dân đánh giá rất là cao, là một người năng động và nhiệt tình trong cái phong trào của địa phương. Chúng tôi đang nhân rộng và cần có những cái mô hình tiên tiến điển hình như đồng chí Lê Thị Lan. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ ở cán bộ, đảng viên mà còn lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đó là những tấm gương rất đời thường và cách họ làm theo Bác cũng rất bình dị. Như bà Đặng Thị Hoài ở thôn Hoan Ái, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, 16 năm làm đẹp đường làng, nhà văn hóa thôn. Gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Xuân ở thôn Ngải Dương, xã Đình Dù xây tặng xã trường tiểu học 2 tầng khang trang, hay chị Hoàng Thị Nhung, thị xã Mỹ Hào, 30 tuổi nhưng có tới 90 lần hiến máu cứu người.